Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Viết Lẻ. Thì hôm nay tôi sẽ lên là bác Ngọt review ngôi nhà là bác Ngọt, thử xem là bác Ngọt có cái gì nhá các bạn nhá. Thì bây giờ các bạn hãy đi theo chân tôi. Ok các bạn, thì trước tiên là đây là một cái sân. Thì sân thì là bác Ngọt đã trồng cây cối để cho nó đẹp hơn. Đây là cây hầm xiêm và đây là cây bưởi nhá các bạn nhá. Đấy, cây bưởi là hầm xiêm và đây là dãy này, dãy hoa nhá, cây hoa các bạn. Đây là cây hoa hồng, hoa hồng mỗi loại không có hoa đấy. Còn đây những cây này cây gì tôi cũng chẳng biết. Đây là cây này, bí ngã rồi. Cây này cây gì này, đây là cây cây thông, dựa dựa cây thông, tôi đoán thế. Rồi tiếp theo là đi vào trong nhà nữa các bạn nhé. Đấy, trước cửa thì là có một cây quất khả năng từ Tết chưa vứt đi đấy, bên ngoài không vứt đi thôi, chơi thì Tết nữa. Thì còn tiếp theo là vào trong nhà thì tôi cũng không biết gì, vì thì các bạn thông cảm thôi nhé. Đấy, rồi ngôi nhà là bác Ngọt đây. Bác Ngọt không biết có nhà không thì tôi không biết. Cửa đẹp nhỉ. Tôi sẽ mở ra nữa, nhìn ngôi nhà là mình luôn. Đây. Ui, bác Ngọt đây. Hả? Bác làm gì đấy? Ui. Bác đang làm gì á? Gì đấy? Ui, thôi. Bác đừng có vãi. Vợ bây giờ gà trống nuôi con bây giờ chẳng phải làm nào. Ờ, các bạn ơi, tôi đang review là bác Ngọt thì đã nhìn thấy hoàn cảnh bác Ngọt thế này ấy. Ui, đang cho con bú. Đấy thì là bác đây, thì đây, đây là phòng khách nhà bác Ngọt nhá. Là bác Ngọt thì sao bừa thế bác? Em này. Hả? Còn trẻ con nó chơi em ấy, nhưng mà nhà em mới lau nhà em bỏ xét ra. Bác gì bác là quỷ. Rồi đây là bộ bàn ghế là bác Ngọt nhá. Bộ bàn ghế này bao nhiêu bác? 12 triệu đấy mà. 12 triệu đấy. Đây là bộ bàn ghế là bác Ngọt 12 triệu này. Và đây cái loa các bạn. Đây là đôi loa là bác Ngọt. Loa này bao nhiêu? tổng bộ loa là 50 rồi. Loa và tivi 17 củ. Đấy, tổng tivi treo tường. Rồi và cái này, cái này cái kệ đây, kệ nói chung là kệ với cả trần này hết hơn 50 củ. Hơn 50 củ đâu, trần đây đấy, trần đấy các bạn đấy, cũng nháy các kiểu quạt củ đấy, rất là đẹp. Và đây là những bức tranh. Thì đấy là mấy ông chú tặng cũng rất là đẹp, cũng rất là phong thủy các bạn nhé. Đấy thì tôi đi vào đây tôi thử xem review là bác Ngọt có những cái gì nữa. Và đây là cái phòng ngủ nhá, phòng ngủ của hai vợ chồng của bác đấy. Đâu đây là phòng của trẻ con à, trẻ con à. Đấy phòng ngủ, đây phòng ngủ thì nó hơi bừa thì các bạn thông cảm nữa, không vào nữa. Thấy không? Còn đây là vệ sinh, là vệ sinh, cái vệ sinh cũng không có gì. Đẹp hết nhỉ, cũng đẹp đấy. Úi cứ nét thế, nét lắm rồi. Đấy thì phòng đây là phòng nhà vệ sinh đấy, chỉ thế thôi. Còn đây là phòng ngủ của bác này, đây là phòng để quần áo, để quần áo. Thế đúng, thế phòng ngủ đâu? Phòng ngủ ở trên. Ui, thế trên 4 phòng. Rồi ok, đây là phòng thì đây nhá. Thì bây giờ tôi sẽ lên trần đấy. Lên trần thì đây là cầu thang này bác nằm bao nhiêu? Cầu thang này không ai nhớ được, cầu thang này như là 18 triệu. 18 triệu, ok, 18 triệu đấy. Đây là bác Ngọt thì gỗ nhá. Đấy. Cũng tôi chẳng biết ăn nói thì các bạn thông cảm nữa. Ui, sao trên đây tối nhá bác? Ừ, thì em không bật điện ăn chút được rồi. Ôi, bác không bật điện sẵn, bác với cháu đây. Bây giờ đây là lên tầng, đây là đây đi đây, đây là cái này này, cái sân phơi, sân đấy à? Ban công mở ra. Ban công mở. Đấy. Ui, ui đẹp thế nhỉ? Đây còn máy tập. Ui, tập đâu? Tôi làm thử mấy cái được. Máy tập của bác Ngọt, tôi sẽ hướng dẫn bác Ngọt là tập gym nhá. Đây các bạn này, bác Ngọt đây. Đây này, cái này là tập ngực nhá. Tốt. Đấy. Nhét. Ngực nhá. Rồi. Thấy không? Đấy. Năm. Rồi. Một cái gì nữa? Cái này. Ui, anh rồi. Cái này tập bụng nhá các bạn ơi. Đấy, tập bụng này. Đây, cái bụng này. Đấy, đẹp chưa? Rồi. Đấy, rồi. Ngọt để đây có tập đấu. Có tập đấu. Để cho vui. Để vui. Cho cái view này nhìn ra ngoài nó cũng ok hả? Rất là đẹp đó các bạn. Đấy, view trên sân tượng là bác Ngọt rất là đẹp. Đấy. Thì bác Ngọt cứ thỉnh thoảng có cái gì mà có cái gì mà vướng mắc cái gì bắt nào con thích nhảy đây chơi thôi các bạn. Đấy. Ok rồi. Ra ngoài này, ô cái ngoài này có ban công à? Ban công. Ban công. Đây, ban công. Chào ra kiểu gì ấy? Cửa đằng sau, kia cũng có. Ừ. Đây là cây, một cái cây cảnh nhá, cây cau. Đó, chỉ vậy thôi. Rồi. Bác ơi. Hả? Cái này bác không ấy, bác cho cháu cho bài cho tập. Cháu tôi mới xin được của người mấy thằng ở trên đấy thì cháu mượn cho. Thôi thì không có gì. Cũng gọi cũng là bác Ngọt cũng nhìn là ca đấy. Phòng ngủ đây bạn. Đây là phòng ngủ vậy, trẻ con nó hay lên chơi đùa hơi đấy. Mấy cả hôm qua vừa mới chuyển dọn đồ máy tính hết sang đã kịp dọn đâu. Vâng, cũng không có gì đâu. À, cũng thôi cũng đơn giản các bạn. Mà hôm là làm việc ở phòng bên này à, thế thì đây là phòng ngủ nhá các bạn.
máy tính ấy, bây giờ chuyển hết sang phòng bên kia rồi. Rồi. Đấy, đây là một phòng này, phòng đầu tiên. Đây là phòng này chuyên để tủ lạnh, để nước nuôi ở bên này. Chuyên để tủ lạnh. Và để cả quần áo nữa. Được. Nói chung nhà tôi thì... Được đấy. Nóng phòng thế. Khui tủ lạnh đi. À, tủ lạnh trong cây. Có gì tủ lạnh này để chuyên để sữa thôi mà, làm gì có gì. Ngon nhỉ. Tôi bắt đầy này. Mạnh lắm. Đấy, ui, ui. Bạn thích không, nhìn thích không. Ui. Đây là chỉ có trẻ con. Thế là có trẻ con, thế thôi. Bác ngọt bà thế tôi lại không ăn. Ui, cái gì đấy? Ui, bác có xoáy à? Giống lắm. Đâu, các bạn tin phải không? Đấy là... Tôi đánh gai rồi. Đấy là... Tôi đau sọ. Tôi chuẩn bị bác chú. Giống thế. Giống nhỉ? Giống thật. Thôi, à. Tiếp theo rồi. À, đây là phòng làm việc. Phòng đây là phòng... À, rõ đây phòng làm việc của bác Ngọt đây đúng không? Phòng mới đổi ạ. Mới đổi không hủy à? Ừ, sang để xem nó có nhanh dầu không. Rồi, đây. Đây là một cái bộ dàn máy tính của bác Ngọt. Đã hỏng. Thì máy tính này bật có chắc gì bật được không? Nhập thế. Nhập thế nhỉ? Hỏng rồi. Cũng được thế nhỉ? Đấy, kia là đồ ăn vặt. Đây là đồ ăn vặt nhé các bạn nhé. Được ăn không đấy? Được ăn không các bạn? Ăn đi em. Tôi thử nhé. Đấy, nên là gì cứ được ăn thì đây là cái... À, đồ ăn vặt nhá, con hổ nhá. Đồ ăn vặt con hổ đấy. Thì đây là cái bộ máy tính dàn của bác Ngọt là cũng có sẵn rồi. Bao tiền? Bao nhiêu tiền cái máy cái 5 triệu mà này mấy bao nhiêu? 5 triệu cái cây. Tổng là 5 triệu. Tổng hết là 5 triệu. Ừ. Rồi. Đấy là cũng không bình thường các bạn nhỉ. Cũng không đi không bằng tôi. Tôi cái bài màn của tôi với cái cây của tôi 18 triệu rồi. Bác Pháp ui. Ok anh Pháp phép ngon. À, ngon mà. Cái này là đồ ăn vặt của bà Tuyết đấy các bạn ơi. Bà Tuyết gửi đơn về để review. Thế à? Ừ. Được, ăn được các bạn. Các bạn nào muốn mua thì hãy vào link TikTok của Bông Ngọt mua nhá. Hổ ca ca. Hổ ca ca nhá. Ôi, ăn được nhỉ? Được mà. Tâm cái gì á? Ngon. Hả? Không biết. À. Ngon lắm, ăn được các bạn. Ừ. Thôi. Cũng chỉ vậy. Cũng bình thường như là người khác không? Ngon. Xin chào. Xin chào xuống dưới các bạn nhá. Ừ. Dưới đây là có gì không các bạn? Nhà mày, chỗ này đang mới dọn dẹp, mới chuyển đồ, xem nó rất là mới. Đây phòng cũ hả? Phòng đây phòng live stream cũ. Phòng này đây là phòng live stream cũ ở bên ngoài đây. Cái này mở lên. Đấy. Phòng live stream cũ đây. Nói chung là nhà đã vừa muốn chơi dọn cái gì mà rửa dọn cái gì mà. Mới hôm qua mới chuyển đồ. Bác bảo không phải nhắm được. Cứ đâu cứ dọn. Đây là phòng tiếp theo. Phòng quê gọi như phòng cuối cùng ấy. Đây là vệ sinh. Dưới ra đây là vệ sinh. Đấy, mai trường bao mối mà. Ui, nét lắm. Mai trường bao mối mà. Chắc có sướng ở nhà. Nét lắm rồi. Được. Sướng ở đâu? Tôi xem mà, nghiên cứu các bạn. Nét lắm. Sướng ở đâu? Nét lắm. Không phải nét lắm. Nào con nét lắm các bạn. Cũng gọi cũng tạm cũng như nhà tôi các bạn. Được, thôi cũng... Em đi cũng được. Rồi. Cuối cùng là cũng đấy à, xong rồi. Thôi, đừng có gì nữa. Có gì không? Rồi. Không có gì à? Không. Ê, đấy rồi. Đây. Bây giờ không có gì à? Đây, ta phân công. Để ta phân công từ này xong nó có thoát nạn hơn nhiều hơn. Mở thế. Mở ra nha. Rồi. Thoảng chưa? Nguy hiểm. Đấy. Ngồi đây mà lặn thế thôi đấy. Ngồi đây mà chơi các bạn chị đá. Bác Ngọt mà chơi tài xỉu ra đây lặn. Nguy rồi. Đúng đấy. Đánh tài về tài đánh xỉu vật xỉu các bạn. Nguy hiểm. Cờ gì đó. Bây giờ lái cờ đấy kìa các bạn. Đây bác Ngọt lúc ấy bác vẽ gì ở trên đấy. Ở đây vẽ linh tinh. Vẽ linh đang lên xu hướng. Và thế là kênh kia bay luôn. Bay luôn đó. Ừ, bay luôn cái kênh TikTok kia. Đấy. Ui cũng đèn nét các kiểu cũng nét căng rồi. Cơ neo được đây kia. Là sao chui được? Sao bác bảo chui được? Nét lắm. Rồi có nhảy chạy. Chạy á? Bay lên. Hôm nay là cũng ở trên đây là chú ban có hai cái ban công này thì rất là đẹp các bạn. Thì nhìn ra đây là cánh đồng xa xa và một cái ao. Đây, ngoảnh đây Tâm ơi. Đây. Đây là một cánh đồng này. Một ngôi nhà cũng rất là đẹp, mấy ngôi nhà ở đây cũng rất đẹp. Đậm chất nông thôn luôn. Đấy, và đây là một cái ngôi ao này. Lúc nào mà mùa hè ấy, gió đẩy hơi nước lên thì rất là mát luôn. Bơi à? Rất là mát. Và bơi. Kia nhìn kia là một cái cây dừa. Đấy. Nhìn ra đằng này cũng một ngôi nhà. Nhìn ra đầu xa xa kia là cái ấy. Ừ, tóm lại là bác Ngọt hai cái chung ban công này thì nhìn view khá là ok. Ok, đậm chất dân quê. Ừ. Đấy, nhà ngoái có, nhà trần có, nhà vừa vừa cũng có, nhà cũ rích cũng có. Đủ thứ thôi. Cái tóm lại là thôi là bác Ngọt cũng chả có gì các bạn, cũng bình thường như nhà người khác. Ừ. Thì tôi chả biết nói gì.
Thì có gì tôi sẽ kết thúc video tại đây hả các bạn? Ok. Các bạn thì tôi với bác đã xuống nhá. Thì bây giờ tôi sẽ xem gì đi, xem có còn cái gì đâu. À quên, nhà bếp là bác đâu bác? Đây, dép bên này. À dép bên này à? Đây, à đây tôi chưa gì đi là bác ngoại. Là nhà bếp. Đây, đây là cái nhà bếp là bác ngoại. Mở công ra đi, không phải giấu làm gì. Rồi, tủ lạnh, tủ lạnh, tủ lạnh. Ơi, các bạn này, tủ lạnh này mà chính này. Ông mà bật điện xuống nào. Tâm ơi. Đâu? Bật điện xuống nào. Đây, 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 đây. Bật đi. Ui, kín lắm rồi. Ok nhé các bạn, đây là cái nhà bếp là bác ngọt nhá. Đấy, đây là tủ lạnh, đây bọn này có kiểu gì có đồ này. Tủ lạnh to lắm các bạn. Làm cái gì? To lắm. Ui, ui, nhiều đồ chứ. Xin mớ rau gì? Xin mớ rau. Là cháu không có rau, cho cháu xin mớ rau hả? Được. Còn dưa chuột đang Vinh lấy hình quả dưa chuột đang trên, trên. Không có, nó chết rồi. Đâu? Đây này. Không phải. Đây, ui, ui, ngon mạnh chứ. Làm quả hả? Làm quả. Quả thôi. Đấy, ơi, đây, một quả đi nha. Quả thôi. Đấy, đấy, tôi đã hack được một quả dưa chuột đã bắt ngọt nhá. Đấy. Không. Và đây là chạm bếp. Đây là chạm, chạm này bác làm bao nhiêu? À nhớ được. Ui, lâu lắm rồi. Không nhớ. 5 triệu. Rồi. Còn cái này cái gì đấy bác ơi? Đây là cái hút lò sưởi. Cái bật lửa vui. Đây là cái gì? Hút hút khói, hút khói các bạn. Đây cái hút khói nhá. Để lúc nào bác làm bác ngoặt mà nấu ăn thì bác bật lên. Đấy, cho nó cái cho nó kêu, cho nó kêu nước tai, cho nó ù tai tí. Đấy, cho nó hết khói ra. Đấy, cũng cái làm bếp là bác ngọt cũng như là tôi thôi các bạn. Cũng chẳng có gì. Và có men dặn đây. Để đây. Hết rồi. Thế thôi đi em ơi. Nhà bếp không có gì à? Thế em ơi, bây giờ bếp có gì nữa? Thì bác ăn ở đâu? Ăn ăn trên nhà. Ấy ăn 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 cơm. Ăn trên nhà hết. Trên nhà. Rồi rồi. Đây là một gói mì các bạn. Gói mì này gói mì gì đấy bác ơi? Sao đen này? Mì đấy là mì nó bẩn. Mì gì mà đen xì các bạn? Các bạn biết mì xem là mì gì? Các bạn có biết mì này mì gì không các bạn? Ừ. Mà các bạn biết thì các bạn comment xuống đây nhá. Xuống kênh của tôi nhá. Rồi. Đấy. Thì tôi là bác ngoại cũng chỉ biết vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đi ra đây. À đây các bạn ơi. Ngoài này có cái gì đấy? Có bể cá. Bể cá đấy. Bể cá các bạn, bể cá này. Không biết là có con cá không? Cá, cá quay, cá quay phi, quay cá phi, cá phi rất ngon rồi, cá này. Đâu cá đâu? Cá đâu? Có một hai con mà. Đâu? Sừng pin nó thả vào đây. Gì có đâu? Sao con lốc đâu rồi? Có mỗi con ốc vàng các bạn. Chết rồi. Cái này chưa chưa kịp làm gì nghi ngờ. Đó mày là bức tranh để bờ đi vẽ đây. Từ đây, đây là một cái bức tranh của bác Ngọt định vẽ các bạn. Mà gì nhìn nào? Đấy, mà gì nhìn nào? Thế nó đây. Phải chịu. Phải chịu năm nào được địa tôn thế các bạn. Đấy. Cũng nói bạn là cũng không có gì nhỉ. Ừ, thế thôi ạ. Quay tổng quan rồi. Ui đẹp đấy nhỉ. Nhà hai gian à? Đây này, em quay từ bên này sang đẳng cấp mà. Rồi. Các bạn ơi, nói chung là đây là cái khu vực mà anh em tôi hay quay video nhá. Rồi. Đấy. Đây có cả bàn uống nước, cái bàn lung tung hết. Đấy, đây là chúng đó. Ngày xưa đây, đây là một hay chưa? Cái này là cái định ngày xưa bác Ngọt định làm cái chuồng lợn để cho Hiếu chuồng đây. Để cho Hiếu sinh tồn. Đấy. Đấy. Tối mại là bác Ngọt cũng chỉ như vậy thôi. Thôi bây giờ anh Tâm thử quay một vòng là bác Ngọt đi xuống. Xem mà mọi người thử đánh giá xem là bác Ngọt có nhìn có đẹp không? Đẹp. Tôi nhìn cũng đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Rồi. Thì em tóm lại là thôi có gì tôi sẽ kết thúc video ở đây. Kết thúc video ở đây. Thì các bạn nào thấy video tôi review của nhà bác Ngọt mà thấy hay, mà thấy nhà bác Ngọt mà đẹp thì các bạn hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh của anh em tôi nhé. Bye bye các bạn, xin chào. Nẹt lắm nhỉ. Nẹt lắm.